Tập 53. Tử Kiến. Có chuyện gì sao? Ta đến đây để báo tin mừng. Trương tỷ tỷ đã sinh con rồi. Sinh lúc nào vậy? Mấy hôm trước. Đường đại ta không tốt, không không thể báo ngay cho chàng. Đã chuẩn bị quà chưa? Đã chuẩn bị mấy thứ rồi, đợi chàng xem qua. Không cần đâu, chuyện này nàng cứ quyết đi, mang sang tặng là được. Chàng không đi sao? Ta đi làm gì chứ? Hơn nữa đã lâu lắm rồi đại ca không nói chuyện với ta. Huống hồ gì, ta cũng đâu có tiện qua đó. Điều tại ta không tốt, đến bây giờ vẫn chưa thể sinh con cho chàng được. Thôi Lệ, là ta không tốt. Nàng, ta biết những gì có thể làm, chàng đã cố gắng làm rồi. Ta đã rất thỏa mãn. Ta chỉ mong rằng chàng sớm đoạt được ngôi thế tử. Không phải vì ta, mà là vì quốc gia, vì thúc phụ đã qua đời của ta, vì hy vọng của Mực tỷ tỷ. Thôi Lệ, thiệt thòi cho nàng quá rồi. Vô Ngôn, sao vậy? Quyên Thành lệnh Ngô Chức cho người đưa giải đến. Thế chắc là Ngô Chức biết mực. Biết đại tẩu sinh nhi tử, đặc biệt gửi quà đến, có gì đâu mà lạ. Đức tổ nghi ngờ Ngô Chức lén đi gặp đại ca. Ti chức bái kiến đại công tử. Lý Trọng, mau miễn lễ đi. Đa tạ đại công tử, mau ngồi xuống. Dân. Quý Trọng, từ khi ngươi tiếp quản Nguyên Thành lệnh đến nay, chưa từng dự nghiệp thành gặp ta. Tứ Hoàng thấy rất mất mát,
giống như đã mất đi hai tay vậy. Được đại công tử coi trọng, ngô chức vô cùng cảm kích. Nhưng ta ở Nguyên Thành không có lệnh của Dương gia, ta không dám tự ý rời đi. Ngô chức cũng rất nhớ đại công tử. Lần này để ngươi ngồi xe vải về đây, đúng là vất vả cho ngươi, cũng thiệt thòi cho ngươi rồi. Đại công tử không cần khách khí, ngô chức cũng biết. Đại công tử gọi ngô chức đến đây là vì chuyện thế tử. Đúng vậy đó. Có điều, để sau khi ta thỉnh giáo ngươi xong, vẫn phải mời quý trọng đi xe đó về. Mời Dương gia. Dương gia đã đến nơi rồi. Dương Tu, ở sảnh nghị sự, ngươi thần thần bí bí gọi bản Dương ra đây, rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Bẩm Dương gia, thần nhận được mật báo, Nguyên Thành lệnh Ngô Chức tự ý rời vị trí đến gặp riêng đại công tử. Thần sợ đánh rắn động cỏ nên mời Dương gia đích thân đến. Có chuyện này nữa hay sao? Nếu như Ngô Chức đó không có lệnh báo mà tự ý rời Nguyên Thành, thì bản Dương chắc chắn sẽ giết không tha. Di thần bái kiến phụ Dương. Tử Kiến, đến rồi hay sao? Tham kiến phụ Dương. Bái kiến phụ Dương. Tử Hoàng, trong xe của con có gì thế? Chỉ toàn là vải vụn vô dụng mà thôi. Đại công tử, đã là vô dụng thì tại sao đại công tử phải đích thân mang đi? Chuyện này, Dương Tu, có. Chuyện này ta giao lại cho ngươi đó. Dân. Dương Tu, không phải người nói Ngô Chức đang ở trong xe hay sao? Người đâu? Dương gia, thần. Phụ Dương. Xin phụ tướng minh giám. Dương chủ bộ Du Khống còn chẳng qua là gì muốn giúp tam đệ giành ngôi thế tử thôi. Con, chứ bây giờ con đã có con, Tào gia đã có người nối dõi, con chẳng còn lưu luyến gì hết với ngôi thế tử. Xin phụ Dương định đoạt. Dương gia, chuyện này không liên quan gì đến tam công tử hết, là lỗi của một mình Dương Tu thôi. Xin Dương gia giáng tội. Không phải đâu, phụ Dương đức tổ. Thôi được rồi, đừng có ai nói gì hết. Phụ Dương, đại công tử, âm mưu hay đấy, bày kế cũng rất hay đấy. Người ta nói trăm tính vạn tính, rồi thì cũng có lúc sai thôi.
luận bày mưu kế, sao ta dám so với Dương chủ bộ đây chứ? Tôi dám với Dương chủ bộ đây chứ? Đại ca, Tào Tứ Kiến, để tranh giành ngôi thế tử, cứ không từ thủ đoạn nào, trong mắt của ngươi còn có đại ca ta hay không? Đại ca, Tam công tử, đức tổ, huynh làm gì vậy? Dương Tu vô dụng, không thể giúp cho Tam công tử bớt nỗi lo, mà lại phá hoại thanh danh của Tam công tử. Dương Tu, tội đáng muôn chết. Không đâu đức tổ, chúng ta từ lần đầu gặp ở quán trụ đã thân nhau. Như gặp đã thấy hợp nhau rồi. Lòng huynh nghĩ gì ta đều biết. Tất cả đều là vì ta. Dương Tu hổ thẹn, chưa báo đáp được ơn tương ngộ của công tử. Lại hại huynh lọt vào bẫy. Đức tổ, thông minh bị thông minh hại, lòng ta hận ngút trời. Đức tổ, phụ dương rất coi trọng huynh. Đừng để bụng chuyện đó. Không cầu công danh lợi lộc, không cần lo lắng vì chuyện đó. Tự kiến, đức tổ, phụ dương quý trọng người có tài, sẽ không trách huynh vì chuyện này đâu. Đức tổ biết, đức tổ cũng không sợ Dương gia trách phạt, chỉ là ta lo tên Ngô Chức kia. Ngô Chức? Không sai, đại ca huynh chắc chắn đã để cho Ngô Chức vào phủ, mà kế này chắc chắn là của tên Ngô Chức đó. Xem ra Dương mổ coi thường tên Nguyên Thành lệnh này quá rồi.
Ngô đại nhân. Quách cô nương, Ngô đại nhân lâu quá rồi không gặp. Đúng vậy, bây giờ Quách cô nương đã là Như phu nhân, Ngô chức xin chúc mừng. Nếu thế tử là Tử Hoàng, vậy thì sau này ta cũng được coi là quý nhân. Cho nên Như phu nhân mới dốc toàn lực loại bỏ tất cả chướng ngại của Tam công tử. Lúc đầu Quách Tiếu đến Nghiệp Thành tìm đại công tử, Ngô đại nhân cũng bảo đại công tử loại bỏ ta rồi còn gì. Có đúng hay không? Ngô đại nhân, ngài không cần phải lo lắng như vậy đâu. Chuyện này Quách Tiếu quên lâu rồi. Bây giờ ta chỉ mong Ngô đại nhân có thể bỏ qua chuyện cũ, hợp tác với ta một chút, cùng giúp Tử Hoàng lên làm thế tử. Như phu nhân có lệnh, hạ quan tuyệt đối nghe theo. Bây giờ chướng ngại lớn nhất chính là Dương Tôn. Nếu có thể loại bỏ hắn, thì chắc chắn Tào Tử Kiến sẽ cực kỳ bất lợi. Lần này hạ quan vào thành bằng xe vải, đã đoán chắc Dương Tu sẽ mời Dương gia đến kiểm tra. Nhưng chuyện này chỉ có thể giảm bớt nhuệ khí của Dương Tu, chứ không làm được gì hắn hết. Lời Quý Trọng nói rất đúng. Tử Hoàng, vậy tại sao Dương gia không phạt Dương Tu chứ? Từ sau khi Trần Lâm và Thôi Diễm chết, thì ta đã phát hiện Phụ Hoàng còn tin tưởng Dương Tu hơn trước đây. Muốn giết chết Dương Tu e là không dễ như vậy đâu. Nhưng mà không loại bỏ Dương Tu thì không thể phá được thế lực của Tam công tử. Đại công tử, bẩm đại công tử, Phan Thành gấp báo Tào Nhân cho người đến xin diện binh. Chúc mừng đại công tử, cơ hội của ngài đến rồi. Dương gia, bây giờ Phàn Thành rất nguy, nên lập tức phái binh đi. Quan Vũ tấn công Phàn Thành, bản Dương cũng không lo lắng lắm. Ngày trước khi Quan Vũ ở Tạo Doanh ta, bản Dương đối xử với hắn cũng không tồi. Ta nghĩ hắn cũng sẽ không làm khó cho Tạo Nhân. Chỉ là bản Dương lo lắng Phàn Thành rất gần đế đô. Nếu như Quan Vũ vòng vào đế đô thì lại phiền phức lắm. Dương gia lo lắng trước phải. Nếu đã như thế thì xin Dương gia lập tức phái binh. Quan Vũ anh dũng, vạn người khó địch. Bản Dương bệnh nặng mới khỏi, người lĩnh binh nên phái đại công tử đi ạ. Cởi bẩm Dương gia, đại công tử vừa có con nhỏ, Dương gia mừng có cháu là chuyện tốt. Sao đại công tử có tâm trạng lĩnh binh ra trận được chứ? Huống hồ đại công tử cũng từng nói không lưu luyến gì những ngôi thế tử hết. Xin hỏi người lĩnh binh làm sao có thể không có tham vọng to lớn được? Cho nên thần nghĩ Dương gia nên phái Tam công tử đi. Gần đây bản Dương đang mừng có cháu Duệ Nhi. Xem ra Tào Phi lần đầu có con cũng không có tâm trạng ra xa trường thật. Dương chủ bộ, vậy cứ như ngươi nói, để Tử Kiến thống lĩnh 10 vạn binh, 3 ngày nữa khởi hành đến Phàn Thành đi. Dương gia anh binh.
Nghe sảnh truyền đến tin mừng. Bao giờ báo cho tiểu thư biết? Dương gia lệnh công tử cầm soái ấn. Thật sao? Nếu có thể giải dây là sẽ lập công. Nếu có thể giải dây là sẽ lập công. Em bảo Dương gia lệnh tử kiến lĩnh binh. Là thật đó tiểu thư. Nghe tin không kìm được vui mừng. Lĩnh binh cứu nguy không phải chuyện nhỏ. Công tử tài cao, quy phong lẫm liệt. Nhất định sẽ thành công cứu Tào Nhân. Nhất định sẽ thành công cứu Tào Nhân. Tốt quá rồi. Ai biết một câu lỡ lời lại để nó giành mất chức nguyên soái. Tử Hoàng vô cùng tức giận. Muốn lôi Dương Tu ra cho một trận. Muốn lôi Dương Tu ra cho một trận. Tử Hoàng. Tử Hoàng ạ. Nghe ta nói đi. Chàng đừng giận dội, cũng đừng có lo lắng. Giờ đã kết thù sâu như thế, nhất định Ngô Chức sẽ nghĩ kế giúp ngài. Đại công tử, giết Dương Tu là chuyện nhỏ thôi. Nếu để cho Tam công tử giải dây phản thành, thì ngôi thế tử e là sẽ vào tay của ngài ấy. Quý trọng, vậy phải làm sao đây? Thần có kế này, e là đại công tử không muốn. Bây giờ là lúc nào rồi? Có gì mà không nói được? Nói đi. Đại công tử, tối nay ngài hẹn Tàu Thực ra uống rượu đi. Nhưng cớ tình huynh đệ chuốc say hắn, lỡ quân cơ ngày mai là được. Tử Hoàng, đã tới lúc nào rồi mà ngài còn nghĩ như vậy? Người một nhà hết thôi. Có câu có phúc cùng hưởng, có quà cùng chịu. Thôi đừng có nghĩ nữa mà. Đừng nghĩ nữa. Được. Chuyện đến nước này thì cũng đành làm như vậy thôi.
chiến bào đã lâu lắm rồi không mặc. Tự Kiến, không phải ta không để cho chàng lĩnh binh xuất chinh, nhưng mà ta không biết tại sao lòng ta cứ thấy thấp thỏm lo âu. Nàng lo gì vậy chứ? Nàng sợ ta, không phải ta sợ cái gì, mà là ta không muốn rời xa chàng. Nàng đừng nghĩ linh tinh nữa, chúng ta sẽ không bao giờ chia xa. Chàng hứa với ta một việc, có được không? Được. Chuyện gì? Nàng cứ nói đi. Chàng hãy cưới Viên Băng làm thiếp. Viên Băng? Phu nhân à, tại sao nàng lại suy nghĩ như vậy? Ta... Từ sau khi cưới, ta mãi không mang thai. Ta thấy Viên Băng ngây thơ hoạt bát, lại rất hiểu chuyện, cũng rất ngưỡng mộ chàng nữa. Nếu như cưới cô ấy về làm thiếp, có khi đến mùa xuân lại có con thì sao? Nàng không ghen sao? Phụ Dương cũng có tam thê tứ thiếp đó thôi. Hơn nữa, ta chỉ mong chàng được vui vẻ. Chàng cưới thêm vài thê thiếp cũng đâu có gì. Nàng thật hiền đức, nhưng ta lại chẳng muốn ai hết. Viên Băng, ta chỉ coi như muội muội ruột thịt. Hơn nữa, thôi được rồi, ngày mai ta xuất chinh rồi, vậy chuẩn bị đồ quan trọng hơn. Khởi bẩm Tam công tử, tiểu nhân Quách Dương nhận lệnh đại công tử xin gặp Tam công tử. Có chuyện gì chứ? Đại công tử nói ngày mai Tam công tử xuất chinh nên đặc biệt bày tiệc tiễn Tam công tử. Chuyện này bây giờ đại ca đang ở đâu? Thưa Tam công tử, đại công tử đã bày tiệc ở bên Phù Dung Trì. Được, ngươi về báo lại quân ấy, ta sẽ qua ngay. Vâng. Tử Kiến, tại sao chàng lại đồng ý qua đó? Đại ca đã hẹn ta, ta mà không đi thì đại ca lại khó xử lắm. Vậy thì tình cảm của đệ sẽ càng tệ hơn. Nhưng mà nàng không phải lo đâu, ta đi chút rồi về thôi. Tại sao mình cứ có dự cảm không lành? Mong là mình nghĩ linh tinh thôi. Tam công tử, đại công tử đâu?
Ngồi đi. Ngồi đi. Tam đệ, ngồi đi. Tứ quan, chàng không nói tam đệ nhận lệnh phụ tướng đến Phạn Thành giải vây. Hai phu đê chúng ta cũng nên tiễn tử kiến chứ. Chúc đệ ấy đi bình an về Khải Hoàn. Tử kiến, hai huynh đệ chúng ta cũng lâu lắm rồi không uống thoải mái một bữa. Nào, Ngô huynh xin kính đệ một ly. Tử kiến không dám. Mật Nhi, nàng cũng nên kính tam đệ một ly đi. Tam đệ, mật. Đại tẩu xin mời. Tử kiến, tội gì phải xưng hô xa lạ như thế? Ta cứ nhớ ngày xưa, ba người chúng ta cùng du ngoạn, chăm sóc lẫn nhau. Đây vẫn có thể gọi là mừng tỷ mà. Rượu đắng đầy ly chảy xuống cổ họng. Gương cười kính rượu đại ca. Giờ mật tỷ là đại tẩu. Chúc phu thê hai người mãi mãi thuận hòa. Được. Nào, Tử Kiến. Khó quên nhất là thời niên thiếu. Cùng tập võ, cùng làm thơ. Thời gian trôi nhanh quá. Giờ gặp lại nhau khó quá, chẳng như hồi nhỏ. Nào, đại ca. Sao trong bình này có ít rượu quá vậy? Quách Xương, Quách Xương. Tam đệ, đừng ngồi đây một lát. Ta đi lấy rượu cho. Dạ không, đại ca, để ta đi cho. Tam đệ,
Hôm nay ta mời đệ mà, sao có thể để cho đệ đi lấy rượu cho ta được chứ? Đệ cứ ngồi đây, ta đi. Tử Hoàng, cứ để ta đi lấy cho. Thế lại càng không được. Đang xem, từ đầu đến giờ đang với tam đệ chẳng nói với nhau được mấy câu. Thế này đi, hai người mỗi người một ly. Đang thay vi phu kính tam đệ một ly, cùng đệ ấy ăn mấy món. Vi phu đi chút rồi về thôi. Được. Bậc tỷ, Tự Kiến, vừa rồi ta, nàng có ổn không? Nàng đã gầy đi nhiều rồi. Chàng cũng gầy đi không ít. Ta kính nàng một ly. Tự Kiến, ngày mai chàng phải xuất chinh rồi, đừng uống nhiều quá. Xin lỗi, là ta có lỗi với chàng. Nhìn đau, nhìn khổ, nhìn xót thương. Tình xưa theo nước chảy mịt mù, mong chàng từ nay về sau bảo trọng. Ra chiến trường chiến thắng dễ dàng, tình là chi mà sao ngoan cố. Không thể thay thế, nguyện làm nô. Giờ bậc tỷ đã làm mẹ, giữ gìn sức khỏe, đừng âu sầu. Chàng là đường cột quốc gia, nên gạt chuyện tình cảm nam nữ sang một bên. Tên họ khắc trên đá tương tư, sao có thể buông bỏ tư tình, quên đi ái nhân. Kẻ si tình nói lời si ngốc, làm chân mật rơi lệ. Nhớ nàng, yêu nàng, khó mà quên được nàng. Hẹn kiếp sau lại về bên nhau.
Mật tỷ, miệng đời đáng sợ. Bây giờ rượu đến rồi đây. Ta Vi huynh mãi chọn rượu ngon cho hai người, đến hơi lâu một chút. Nào nào, Tứ Hoàng, ta thấy hơi đau đầu một chút, ta về trước đi. Sandy, Tam đệ,